bắt đến đi, trả lại tâm trí đây. Mèo 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 mèo, hungakialoblog.vn. Bán rồ bậc da rẻ uy tín nhất Việt Nam VIP. Bờ rồ ác ngon gốt hưu bên sông Kiêm. Các bạn mua thứ đi mua xong trời phê là ưng. Qua chừng lòng em cứ tứng 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 tứng. Hello, xin chào, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hungakia. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa về reaction TikTok. Sau mấy ngày mà nghỉ dưỡng để cho mình khỏi ốm thì cũng gần như là mình khỏi ốm hoàn toàn rồi các bạn ạ. Mỗi tội là đêm mình nằm ngủ vẫn hơi ho một tí. Đéo hiểu sao nó đéo hết ho các bạn ạ. Mình sợ vãi đái ra, mấy ngày hôm nay mình cứ trong tình trạng là sợ phải đi tiêm ấy. Tại vì mình có nghe nói là nếu như mà ho mãi mà không hết ấy thì sẽ phải đi tiêm cho nó hết các bạn ạ. Sợ vãi cả lìn. Mà bỏ qua cái vấn đề về chuyện ốm đi thì dành cho bạn nào chưa biết thì sắp tới mấy ngày nữa thôi, tầm ngày 16 tháng 1 tôi sẽ có một cái chuyến đi vào Đà Lạt. Ở đây có bạn nào ở Đà Lạt không? Đón chờ Hùng vào trong Đà Lạt chơi cùng các bạn nhé. Đầu tiên là mình tính rủ bọn anh Siro cái hiểu đi cơ. Nhưng mà ông Siro ông bảo là ông đi Đà Lạt vào ngày 11 rồi, tức là hôm nay này. Ông đang đi Đà Lạt rồi các bạn ạ, đang thấy lên trên máy bay rồi. Thế mình bảo là đi thế sớm quá em không đi được. Với cả ông đi chơi cùng với bạn của gọi là người yêu thì biết tôi làm sao mà đi được. Tôi chịu. Nè thôi, khả năng ra Tết bọn mình sẽ có một cái chuyến đi du lịch cùng với nhau các bạn ạ. Tại vì dạo gần đây mình mới chơi lại bọn anh Siro mà. Thì các bạn thể hóng chờ vlog đi Đà Lạt của mình với người yêu mình ở tại kênh Linh Linh nhá. Linh. À thôi bỏ qua đi, không cần Linh đâu các bạn, chỉ cần search tên Linh Linh là ra kênh rồi. Có bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem TikTok nhá. Đừng quên để lại thông xin một like và đăng ký nhá. Trong lúc ngồi xem TikTok thì mình sẽ vừa ngồi vừa ăn cái bánh mì ba tê này các bạn ạ. Đói quá, mới ngủ dậy chưa ăn được cái gì cả. Mà cứ kiểu người cứ ôm ôm ấy, cảm giác nó chả muốn ăn gì các bạn ạ. Đây bây giờ tôi sẽ đớp một cái gọi là miếng bánh mở bát nhá. Đây. Mẹ khô vai ái. Và chúng ta có sữa đậu nành. Delicious. Tỏ te tí tại trường. Ô thế là vừa được ăn vừa xem văn nghệ à? Ngon. Dạ mình thích bài này vãi các bạn ạ. Ui bài này nghe vào vãi lìn luôn các bạn ơi. Bên hai em buông đôi tay. À cái bài to té tí là nhảy nhảy đúng không? Nhảy nhảy này. À là những dân trời. Nhảy cũng gọi là được các bạn, không đẹp lắm. Nhưng mà khán giả hò hét nhiệt tình quá. Khán giả hò hét ác thực sự. Ồ có thêm mấy bạn nữ và nhảy phụ họa. Khán giả hết toàn cả tính mạng luôn các bạn. Này, bài này có bị bản quyền không nhỉ? Nghe nhạc ở loa rồi, tôi không biết tôi bị bản quyền video này không các bạn. Không sao cả các bạn ạ, hy vọng là bản quyền không bị bay bay video được. Nhảy mạnh ai người đấy nhảy à?
tao thấy nó có đều lắm đâu. Ây à, bạn này ok biết nhở? Được, cũng căng ấy. Thề, mẹ đấy mình bảo các bạn rồi, mấy cái trường này văn nghệ nó nhảy mấy cái bài chen như này chứ. Trường mình mẹ mình nhảy toàn nhạc cổ điển nữa các bạn. Nhưng mà em gọi là đánh giá cái bạn đăng video nhá. Bạn đăng video này, bạn đăng cho mẹ mày người mẹ mày mắt 10 trên 10 xem đúng không? Chứ mắt tôi cận, tôi chả nhìn rõ cái đéo cả, chả nhìn thấy mặt bạn nào. Bé vai cả cứt. À, là cái gương nó phản chiếu một nửa người của ông ấy. Cái đèn cười ho cười ho luôn. Cái đèn ông nhấc được cả hai chân lên này. Cái đèn má, tôi cười tôi ho sặc sụa luôn đấy các bạn ạ. Lý do tại sao mà mấy video gần đây mình không cười đấy, đéo cười nổi các bạn ạ, cười là ho. Cái này là cái gì đây? Cái này có vẻ ok. Như vậy là đây là quả lê cắn dở. Tí đây gọi là cái gì nhỉ? Quả lê là quả gì? Pineapple à? Không, pineapple là quả dứa. Mình có biết tên quả lê ở trong tiếng Anh nhưng mà mình quên mẹ rồi các bạn ạ. Apple là táo tắm dở, à, táo cắn dở. Thì cái này là quả lê cắn dở à? Vã về logo quả lê bị cắn lạ. Này, gì? Good night nghĩa là gì thế? Là muốn cùng em ngồi chơi, location ở quận Bình Thạnh. Uống sầu chú và chiều, dạo vòng quanh top một thịnh hành. Trải nghiệm được nhiều thứ, nhưng trải lòng cùng em thì chưa. Ghi vào giấy cách cư. Ủa là video này là sao? Video này là có mỗi một bé này ở trên cái video thôi. Và không có một cái cát gì cả các bạn ạ. Tôi phải đọc comment. Đào, hình như là nhỏ lớp trưởng hèn gì quen quen. Cái gì đây? May cho mày là mày đéo có tên, với cả mày để avatar anime nhá, chứ không tao đánh giá chết mẹ mày luôn. May cho mày là không có tên đấy, chứ không mày mang tiếc tất cả mấy thằng tên cùng mày đấy nhá. Chết rồi, hỏng rồi. Tém tém lại nha em ơi. Rồi, giờ thêm cả thằng Lê Trọng Nguyên nữa các bạn ạ. À rồi, vậy là bà ấy giả vờ như kiểu là bà ấy quàng cái dây thòng lọng vào con ngựa, nhưng thực ra là đéo có cái dây nào ở đây cả, nhưng con ngựa nó vẫn đi như kiểu nó được dắt. Vãi cả lì ra, thao túng tâm lý. Nấu cái gì vậy? Ủa sao cơm nó cuộn tròn xong rồi nó kiểu nó mất hết mấy cái hạt cơm xong rồi nó cuộn thành cái bánh như này được vậy? Tao nít cổ đẹp tối dù cơm tốt. À, cái này nó gọi là bánh mochi các bạn ơi. Bánh mochi, nhưng mà bánh mochi làm từ cơm à? Ủa, bánh mochi làm từ gạo à? Oh my god. Oh. Ủa, ngầu vậy. Ui, anh này kiểu làm hiệu ứng hình ảnh đấy các bạn. VFX đỉnh. Ui, ui tiền rơi vào người ạ. Ngầu chưa. Ui, đỉnh thực sự. Mấy anh này đi làm phim được luôn đấy chứ. Tao mà xem cái mẹ gì. Mình có nhìn thấy có con cá ở đây này các bạn. Mình có nhìn thấy có con cá ở đây này. Nhưng mà mình đang không hiểu tại sao là bà này bà ấy nhúng xuống như này để ám chỉ là cái này không phải là một cái tờ giấy màu đen mà nó là nước. Chè.
À rồi ok, mẹ tổ sư nó dính ở cái tờ giấy này. Bruh. Cái này coi ấy. Cái nó dính ở tờ giấy đây. Cái này coi ấy. Magic này lộ quá. Xem lần đầu hơi ảo, lần hai lộ mẹ luôn cả tiểu xảo rồi. Cái này coi ấy. Vãi ở con bò nó biết giơ chân lên nó đạp vào mặt ạ. Tôi xem lại cái nào. Địch cơ mẹ. Mình nghĩ là sau vụ này là con bò này nó thành con mẹ luôn, kiểu bò trên đĩa các bạn. Là mình phải spam 100 phát click chuột trước khi đến cái đấy hả? Nếu là mình sẽ phải bấm bằng hai tay các bạn ạ. Mình sẽ kiểu dùng cả hai tay này bấm bấm bấm, bấm chuột này. Mới 36 trên 100 thôi, sao mà làm được? Yo Ghost, can you handle this? Đoạn cuối bật auto click đúng không? Mẹ phải đoạn cuối bật auto click chắc luôn. Anh ơi, em đang ăn đấy anh. Anh ăn xong rồi em hết muốn ăn luôn rồi. Giờ tự em nhìn cái bánh mì của em mẹ. Em tự em thấy khác gì cướp không? Tự dưng gặp phải thằng Liều. Ông ấy động tay vào cái bê gấu ra ông rụt lên hả? Ôi! Mẹ mày sai một cái là đứt tay luôn đấy các bạn ơi. Mẹ quả bê gấu này nó cặp vào thì không đứt ngay đâu. Nhưng mà mình nghĩ là mẹ cũng đủ để mẹ. Mình nghĩ là gần như là đứt cái lìa cái tay đấy. Sợ vãi đái ạ. Cái này dễ mà, có gì đâu. Lúc còn tay tôi cũng thử rồi. Hiểu hiểu bạn ơi. Lúc còn tay tôi cũng thế mà. Nhưng mà tôi còn thử thêm bằng chim nữa bạn ạ. Vậy kết tất nhiên là chim tôi vẫn còn. Chim tôi nhanh mà. Ủa là cái này có phải bản gốc không các bạn? Và cái chibi chapa này có nghĩa là gì? Vô chi vậy đấy. Đã hiểu có nghĩa gì luôn đấy. Cái đẹp cơ. Sáng tạo vết nhưng mà vô chi vậy. Đéo hiểu lắm. Làm ơn đi, đang ăn có thể tránh cái gì liên quan đến cứt được không? Tại sao ấy? Mẹ mày, cái video này thằng nào biết cái cáp là rắn nước. Rắn nước cái cứt. Mẹ mày, làm tao tưởng có rắn nước thật. Tao ngồi tao nhìn một hồi tao phát hiện ra đây là rắn. Để rắn cứt, đéo hiểu. Thế là thành ra bạn này sẽ là người may mắn nhất trong năm nay rồi. Cái này là được mẹ phù hộ chắc luôn các bạn. The chosen one, người được chọn. Tuyệt vời quá các bạn ạ. Bằng một cái thần kỳ ở đấy mà cái TikTok của tôi đã bị sập luôn rồi các bạn ạ. Nhưng tôi review thêm reaction nữa. Video sau mình reaction tiếp cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mừng tôi lành. Hy vọng là trong video tiếp theo tôi khỏi ốm các bạn ạ. Giờ này ốm quá, làm video nó cứ không được chất lượng ấy. Mình thấy cứ kiểu không thích làm sao ấy. Thật sự khó chịu.